Xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay em quay cho mọi người xem cái cách mà người dân Kinh Môn làm cách nào để trồng một cái cây sắn dây lên trên nụ. Thì đây, mọi người có thể nhìn thấy này. Khi mà lên trên nụ ấy, ngoài cái que mà được gửi đi, đúng không? Ở trong cái sắn, trong cái mấm ấy, thì sẽ có, mình sẽ phải làm thêm một cái que nữa để cắm rất chắc vào cái ụ này, nên mọi người có nhìn thấy để cái cần sắn dây này sau leo lên giàn. Chứ còn cái que mà sẵn ở trong cái bầu đất ấy thì nó không đủ khỏe, khi mà dính gió các thứ thì nó lại lật đi lật lại. Các bạn có thể nhìn thấy đây, đây là cái cây sắn dây này. Thì ví dụ cái nhà này là người ta sẽ cho cái gọi là cái hành tỏi, cái lá hành tỏi hay cỏ lên để bảo vệ làm ẩm. Nhưng thực ra là không cần đâu các bạn ạ. Nếu các bạn không chuyên ấy, hoặc là để lâu quá ấy, thì khi mà để những cái này có các con côn trùng nó ở trong đấy, nó sẽ lại ăn cắn cái rễ của cái cây sắn dây này. Đấy. Đây là cái nhà đầu tiên, một trong những nhà rất là sớm trồng. Sau này khi mà nó lên thì mình sẽ buộc ở dưới đáy cái que này nhá. Mình sẽ buộc một cái túi, cái dây ly lông rồi chẽ ra làm cái dây như kiểu dây ly lông màu đỏ, nhà mình hay buộc đồ ấy, mình tách ra làm 4 cái, rồi mình sẽ tách lên làm 4 hướng, rồi để cho những cái cây sắn dây để leo lên. Đấy là thứ nhất. Thứ hai thì còn nói chuyện về chuyện là cắm như nào cho nó hiệu quả, thì đây mình sẽ chia sẻ các bạn. Đầu tiên nó sẽ là một cái mặt bằng, đầu tiên mặt bằng như này. Thì sau đó khi mà mình sẽ đây cho các bạn xem này. Thì mình ở trong cái đầu tiên là mặt bằng nhá, thì cái phía ở cái ụ này mình sẽ vun lên một tí, vun nó cao lên, như cao lên một tí này. Còn cái mặt này nó bằng đúng không, thì cái này nó phải lõm xuống, tức làm sao ở cái gốc này nó không có dính nước nhưng mà nó sẽ vẫn cao lên này. Còn quanh gốc cách một đoạn như này, đây cách một đoạn như này, thì nó sẽ lại trũng xuống, nó giữ nước đấy. Này cho các bạn xem này. Ví dụ này, đấy các bạn nhìn thấy không, ở chỗ này nó lõm mặt bằng này nhá, xong bắt đầu lõm xuống này, còn ở trong gốc nó u lên đấy. Nhà này làm như này mình không động, mà mỗi nhà là mỗi kiểu, nhưng mình chia sẻ cho các bạn lý do chị để mọi người biết cách làm đấy nhá. Thì đây, khi mà các bạn trồng nhà này chưa làm giàn, làm giàn thì một thời gian nữa mới làm giàn này. Cái u mà vâng chưa, năm nay chỗ nhà em còn không mua được cái dàn này, mắc dây đắt quá. Vâng, 50.000 nhưng mà một cân, nhưng mà không mắc được. Đấy, cho các bạn xem nhé. Ở ven đê này thì thường mọi người sẽ trồng mà mật độ tương đối cao,